Trở lại với vòng đàm phán giữa Iran và các cường quốc tại thủ đô Viên của Áo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết vào năm 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua đã khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán trực với Tehran. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đàm phán trực tiếp sẽ cho phép giao tiếp hiệu quả hơn giữa hai bên, gọi đây là lựa chọn cực kỳ cần thiết để nhanh chóng đạt được nhận thức về việc cùng quay trở lại tuân thủ kế hoạch hành động chung toàn diện. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết sẽ cân nhắc đàm phán trực tiếp với Mỹ khi các bên tiến đến giai đoạn cần đạt được những thỏa thuận có lợi bằng phương thức đàm phán trực tiếp. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi xảy ra một vụ giẫm đạp tại một sân vận động ở Cameroon, nơi đang diễn ra một trận bóng đá trong khuôn khổ Cúp các quốc gia châu Phi vào tối qua ngày 24 tháng 1. Giới chức khu vực cho biết, thảm kịch xảy ra tại sân vận động Yaoundé Olympe khi các cổ động viên cố tình chen lấn, xô đẩy để vào sân, nơi diễn ra trận đấu quyết định giữa đội tuyển Cameroon và Comoros. Một nhân chứng cho biết khoảng 1.000 người đã cố tình chen lấn để vào sân. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong khi số người thiệt mạng có thể còn tăng lên. Hiện Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF đang phối hợp với các cơ quan chức năng Cameroon và ban tổ chức giải để điều tra rõ về vụ việc. Ngày hôm qua, Ủy ban Dược phẩm thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA đã thông qua kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn AstraZeneca. Kế hoạch này được kỳ vọng là sẽ góp phần duy trì liên tục nguồn cung vaccine, nhất là cho các nước thứ ba, thông qua chương trình toàn cầu COVAX. Theo thông cáo của Ủy ban trên, địa điểm sản xuất hiện tại được công ty Universal Pharma vận hành ở thành phố Guadalajara, Tây Ban Nha, sẽ bổ sung thêm dây chuyền đóng ống vaccine thứ hai. Hiện nhiều nước châu Âu vẫn đang đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng để sớm giúp thoát khỏi đại dịch. Theo kế hoạch vào ngày mai, Hạ viện Đức sẽ thảo luận về quy định tiêm chủng bắt buộc trong bối cảnh có tới 60% người dân Đức ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc này. Trong khi đó, chính phủ Anh dự kiến bãi bỏ quy định xét nghiệm bắt buộc đối với người nhập cảnh vào vùng England đã tiêm đủ liều vaccine.